Chuyện kể về mấy chuyện trong nhà, có lúc buồn, có lúc vui và có lúc cãi vã. Xảy ra đủ thứ chuyện ở trên đời, nhưng vẫn luôn bên nhau mỗi khi gặp vấp ngã. Dù là Nam Bắc hay là Đông Tây, chị em ta vẫn sẽ tay ở trong tay. Dù có hay chưa được mối tình vắt vai, nhưng chị em ta sẽ là mãi. Cuộc sống cứ thế vận hành, bao giờ lao xem mới khiến thanh xuân tươi xanh. Đôi khi câu này lôi thôi khiến cho chị em bối rối, nhưng ta bỏ qua hết cứ vừa lại lành. Tương lai ta mới sau cùng một tiến lên, bây giờ ta mới xa xa kia kế bên. Mặc kệ ta cứ sống phá, vì chúng ta là chị em một nhà. We fly, put the love to me, chase you, you are fine. Nếu muốn dừng lại, mình cùng chung chí hướng. Dẫu có chuyện thì sẽ mở cạnh bên nhau. Dạ alo, em nghe sếp. Cái gì? Đổi địa điểm nữa hả? Làm gì mà căng thẳng như vậy? Đâu phải lần đầu tiên gặp khách hàng đâu. Ý là không có gì căng thẳng, nhưng mà mình đổi giờ rồi á, mình đổi địa điểm luôn được không? Đâu có được, khách hàng chọn địa điểm này mà. Mà có vấn đề gì hả? Không gì. Mà nếu như có gì á thì mình đổi địa điểm luôn. Tại sao? Thiệt ra thì em không có muốn gặp anh Minh Khang. Minh Khang lại? Mà sao tấm hình chú gửi cho con khác với ngoài đời quá nè. Nè, làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Tự nhiên đang hẹn hò nhau, trời khó khăn lắm anh mới hẹn được em ra đây đúng không? Ít nhất bây giờ em phải đi đâu đó với anh rồi mình bùm bùm cái này mới về chứ. Tự nhiên cái đi đâu là sao? Bỏ ra, sao em sợ? Sao mà bỏ được? Em đang hẹn hò với anh đúng không? Sao mà bỏ được anh? Sao em sợ? Bỏ người ta, bỏ người ta. Nè anh kia, người ta đã không thích á, anh buông ta ra. Ủa anh, con gái gì mạnh dữ. Ôi nhịn ông nãy vào nghe chưa. Chuyện là vậy đó. Chuyện này đáng cười vậy hả? Không phải. Tôi không nghĩ là cô Su tới như vậy. Tưởng nhớ được trai đẹp trên mạng ai về là bắt hai, rồi sau đó được cha đẹp cứu ai nghe là bồ của bạn. Thôi đi, tôi kể cho anh giúp tôi đây, anh còn cười nữa. Thôi anh họp đi, tôi đi về. Rồi. Alo. Dạ, cái quán mình hẹn đó hết chỗ rồi, có gì em hẹn địa điểm khác và anh nhắn lại cho anh sau nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chào anh. Ít ra còn có một chút lương tâm. Nè, tôi là sếp của cô, thì cái lúc nào giỡn thì giỡn, cái lúc nào nghiêm túc thì nghiêm túc. Sao anh cười hoài vậy? Tôi đi về. Xin lỗi. Rồi. Không nhây nữa. Giờ ngồi đây đợi tôi chút xíu, xong tôi với cô đi gặp khách hàng. Ủa, Quỳnh Như? Anh Khang. Lâu rồi không gặp em. Em cũng trầm tĩnh như ngày nào ha? Dạ, lâu lắm rồi mới gặp anh. Anh ngồi đi ạ. Mà cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho hai đứa em nhà em có việc làm ở đây. Có gì đâu mà, tụi nhỏ làm được việc lắm. Dạ. Ủa, mà em đi uống nước với bạn hả? Không có. Em đi gặp khách hàng với sếp, chứ không có đi hẹn hò trên mạng gì nữa đâu.
Một lần là tởn lắm rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Dạ. Anh không ngờ em là con người như vậy đó. Là sao? Là sao? Em còn hỏi anh là sao nữa hả? Em làm như vậy còn hỏi anh nữa hả? Ủa, người quen của em hả? Dạ đây là sếp Thạch, là sếp của em đó. Sếp cái gì mà sếp? Em tranh thủ lúc anh không có ở đây đi tán tỉnh yêu thương với người khác. Anh biết là em cố tình chọc giận anh. Tại vì em hiểu được mẹ là không chấp nhận hai đứa mình quen nhau. Vì hai đứa mình đã sống thử 2-3 năm nay. Cái gì mà sống thử? Anh ơi, anh giỡn không có vui gì hết trơn. Thiệt ngại quá. Chắc anh bị chết não, anh đừng có tin. Anh là sếp của em thôi. Đi, đi về nhà hai đứa mình dập đầu xin lỗi mẹ. Anh chắc chắn là mẹ sẽ chấp nhận hai đứa mình. Tại vì anh và em đã lỡ có. Em có. Không có. Anh ta bị điên á anh. Trời anh ơi, anh làm việc nhiều anh bị mất trí rồi đúng không? Anh đừng có tin anh ta. Anh ta là một loại người. Anh không có bị điên. Anh nói tất cả đều là sự thật. Đi, đi nhanh lên. Anh buông ra coi. Đi về nhà xin lỗi mẹ với anh. Anh bị điên nữa làm gì xin lỗi. Anh nói đi là đi. Điên hả? Em với anh không quen nhau đâu. Mà có bầu cái gì. Bỏ ra. Không. Buông ra coi. Buông ra. Đủ rồi. Tôi không hiểu hai người đang xảy ra chuyện gì. Nhưng mà tôi dám chắc Nu không phải là cô gái như vậy. Bởi vì Nu là bạn của người yêu tôi. Và tôi sẽ không để cho anh làm hại cô ấy. Và hơn nữa là Nu không muốn thì anh đừng có ép. Một thằng đàn ông có bạn gái rồi thì bớt dính vào chuyện tình cảm của người khác. Tôi không dẫn cô ấy đi để đây cho cậu làm khổ hả? Anh nói cái gì? Ý của tôi rõ ràng như vậy rồi mà cậu không hiểu hả? Có bạn gái rồi thì bớt thân thiện với người còn độc thân đi. Là sao? Là có bồ rồi thì đừng có bắt cá hai tay. Đủ rồi. Anh có thôi đi được không? Em xin lỗi anh Khang. Có gì lần sau gặp em sẽ nói chuyện và giải thích cho anh sau. Em xin lỗi anh. Quỳnh Như! Quỳnh Như! Nô! Mọi chuyện kết thúc rồi! Bình tĩnh nghe tôi nói đi! Nói bụng không? Đi kiếm cái gì ăn, rồi tôi sẽ giải thích cho cô nghe. Giải thích? Tôi dễ ăn hiếp như vậy hả? Ba mẹ anh vậy là phải đạp đổ và trêu đùa cho bí mật của người khác vậy hả? Uổng công, tôi tin tưởng và trao chọn niềm tin cho anh. Ăn cơm, anh tự đi ăn một mình đi. Tôi biết là cô giận tôi. Nhưng mà tôi làm việc này một cách nghiêm túc và không có đùa giỡn. Cô có thể giận tôi một bữa, hai bữa. Điều đó làm tôi rất là đau đớn. Nhưng mà ít nhất thì tôi cũng mở một con đường cho cô. Để mỗi khi mà cô nhớ tới hắn, cô sẽ nhớ ngày hôm nay. Xấu hổ, thật tủi nhục. Và cô sẽ không còn tơ tưởng tới hắn nữa. Như vậy có phải cô bớt đau đớn hơn không? Anh điên rồi. Tôi điên bởi vì tôi ở cạnh em. Dừng lại. Tại vì tôi. Dừng lại. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Trong ngày hôm nay tôi sẽ xin nghỉ việc. Anh chuẩn bị tiền bồi thường cho tôi đi. Chị em chúng ta dẫu có nhìn lại sẽ thấy.
Không sao, vì chính chúng mình cũng đã có thanh xuân. Mình đã cao quá, chúng ta biết xe. We fly, có thể lo chú nhé chạy dốc. You are fine, nếu muốn dừng lại mình cùng chung chí hướng. Dẫu có chuyện thì sẽ ngồi cạnh bên nhau.